đại biểu Thanh Thúy những lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ. Em xin chân cảm ơn. Tiếp theo chương trình là lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2014-2015. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu là một hoạt động truyền thống hàng năm của hội thi. Đây là dịp để chúng ta ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các em học sinh trong năm học vừa qua. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm, công tác giáo dục truyền thống được coi trọng, học sinh luôn hiểu được ý nghĩa trong mỗi phong trào như đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng. Tiêu biểu của đội ngũ học sinh giỏi và những học sinh đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trở thành người con ngoan trò giỏi. Các em là tấm gương sáng của ý chí và nghị lực phấn đấu. Đó là các em. Chị đề nghị các em nào có tên chị đọc là đề nghị các em bước lên trước sân khấu. Một em Đinh Thị Thu Hằng, hai em Nguyễn Thị Hoài Anh, ba em Đinh Thị Yến, bốn em Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, năm em Đinh Thị Hồng Phúc, sáu em Nguyễn Thị Hồng Diễm, bảy em Nguyễn Thị Tam Anh, tám em Trịnh Tuấn Anh, chín em Đinh Thị Trang, mười em Trần Thị Quỳnh, 11 em Giáp Hải Linh. Xin mời các em chúng ta tiến về phía sân khấu. Sau đây xin kính mời đồng chí Trịnh Văn Tài, Bí thư Đảng ủy lên tặng quà cho các em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được, bà cho bạn nghỉ. Phong đội 3. Okay.